Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi tỏa sáng tại Ả Rập nhưng vẫn không cứu nổi Inter Miami. Người hâm mộ mãn nhãn cuối năm. Mới gần đây, Messi và Suarez đã cùng ghi bàn đầu tiên trong năm 2024. Nhưng mà Inter Miami vẫn bị thua Al Hilal 3-4 ở giải giao hữu Riyadh Cup. Messi ghi một bàn, góp được một kiến tạo cho Inter Miami trong trận này. Tuy nhiên đội bóng tới từ nước Mỹ đã thua 3-4 trước Al Hilal tại sân Arena Riyadh Saudi Arabia. Al Hilal thi đấu giao hữu với Inter Miami bằng đội hình tốt nhất của mình, với những ngôi sao từng thi đấu ở châu Âu như là Alex Sandas, Mitrovic hay là Renan Lodi, Ruben Neves hay là Senidor Milakovic Savic, Malcolm đều có tên trong đội hình xuất phát ở trận này. Neymar thì vắng mặt do chấn thương, anh không thể xem trực tiếp trận đấu này do anh đang ở Brazil. Bên phía Inter Miami thì lại ra sân với đội hình rất mạnh, với cặp tiền đạo Luis Suarez và Lionel Messi. Tuyến giữa của Thiago Busquets, hàng thủ thì là do Jordan Alba. Với lợi thế sân nhà, Al Hilal khởi đầu rất tự tin. Chỉ mất 13 phút thôi, đội chủ nhà đã có hai bàn vào lưới của Inter Miami, bao gồm bàn mở tỷ số của Mitrovic và bàn nhân đôi tỷ số của Anbuha Hamadan. Nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng bàn thắng của Suarez, cầu thủ người Uruguay, ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Cứ tưởng như Inter Miami đã gỡ hòa ngay trong hiệp 1 khi mà Messi làm tung lưới đội chủ nhà. Đáng tiếc, trọng tài lại không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Trước bù giờ và giờ nghỉ, Al Hilal tái lập khoảng cách 2 bàn nhờ pha lập công của Michel Delago. Trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2, thì Inter Miami đã đưa tỷ số về 3 đều. Messi thực hiện cú sút phạt đền thành công. Và ngay sau đó, anh kiến tạo để David Luiz ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cả hai đội bóng đều có cơ hội để giành chiến thắng, nhưng mà cơ hội có đội chủ nhà tận dụng được thời cơ. Phút 88, Malcolm lao lên đón đường truyền của Yasin Al Sarani, đánh đầu hạ gục thủ thành Blake Callander, ấn định chiến thắng 4-3 cho Al Hilal. Kết quả này khiến cho Miami chưa thắng được trong giai đoạn trước mùa giải sau 3 trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Gerardo Martino đã hòa Svalbard và thua FC Dallas. Messi đã chơi càng ngày càng nhiều trong mỗi trận đấu trước mùa giải của Miami. Anh bị thay ra ở phút 87, ngay trước khi Malcolm ghi bàn quyết định trận đấu. Al Hilal được cho là có ý định chiêu mộ Messi khi mà anh rời khỏi Paris Saint-Germain và trở thành cầu thủ tự do vào năm ngoái. Tuy nhiên cuối cùng Messi lại chọn chuyển đến Mỹ để gia nhập Inter Miami của David Beckham, nhanh chóng dẫn dắt đội bóng đến chiếc cúp đầu tiên ở League Cup. Messi và Inter Miami hy vọng đạt được nhiều thành công hơn nữa trong mùa giải 2024. Và việc chuẩn bị bao gồm một chuyến du đấu rộng rãi tại châu Á với các điểm dừng tại Ả Rập Xê Út này, Hồng Kông và Nhật Bản. Miami sẽ chơi trận thứ hai ở Saudi Arabia vào thứ năm này, gặp Al Nassr của Ronaldo. Khả năng ra sân của ngôi sao người Bồ Đào Nha thì đang bị nghi ngờ do đang chấn thương gần đây. Vệ sĩ của Messi gây sốt tại Ả Rập Xê Út, bảo vệ thêm cả Suarez. Bộ ba Messi, Suarez và người vệ sĩ riêng của mình Yasin Chuko được bắt gặp có một khoảnh khắc trò chuyện rất thân mật, vui vẻ với nhau tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Đoạn clip này đang gây bão trên mạng xã hội. Sự bổ sung lớn nhất trong mùa giải cho câu lạc bộ Inter Miami dường như là sự hợp tác của một nhân vật với các thành viên quan trọng nhất trong đội bóng, vệ sĩ của Messi, Tomás Sá, Tây Ban Nha bày tỏ. Đoạn clip mới đây giữa Messi và Suarez và người vệ sĩ riêng của mình, khi mà có khoảnh khắc trò chuyện rất thân mật, họ vui vẻ như là những người bạn thân. Có thể thấy rằng Messi ngửa đầu cười lớn, trong khi Suarez lại mỉm cười nhấm nháp ly trà Yerba Mate của mình.
Khoảnh khắc đầy thư giãn này cho thấy rằng sự gắn bó và gần gũi giữa các thành viên của Miami, tờ Marca đã bình luận. Messi và các đồng đội của Inter Miami đang có một chuyến du đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ Ả Rập tại Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu với câu lạc bộ Al Hilal rạng sáng 30 tháng 1, Inter Miami để thua với tỷ số 3-4. Đây là trận tập huấn thứ 3 liên tiếp khi mà Inter Miami chưa biết mùi chiến thắng với kết quả là 2 thua và 1 hòa. Điều mà khích lệ cho Inter Miami chính là Messi và Suarez đều đã có bàn thắng đầu tiên ghi được trong năm 2024. Bàn còn lại do cầu thủ David Luiz gỡ hòa 3 đều. Bên phía Al Hilal, dù không có ngôi sao Neymar, nhưng mà tiền đạo Mitrovic cùng với Matcom là những ngôi sao hàng đầu thi đấu rất ấn tượng, giúp cho đội bóng này lấn lướt trước Inter Miami. Trong đó thì có Mitrovic ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10, còn Matcom thì ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 ở phút 88. Sau trận đấu, Al Hilal, Messi, Suarez đều được rút ra nghỉ ở cuối trận, sẽ chuẩn bị thi đấu ở trận kế tiếp cũng tại giải Riyadh Season Cup gặp câu lạc bộ Al Nassr của danh thủ Ronaldo vào 1 giờ ngày 2 tháng 2. Theo tờ Marca nhận định, người vệ sĩ riêng của Messi có lẽ đã có kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ thêm cả Suarez nữa, do hai danh thủ này là bạn thân của nhau và họ luôn song hành cùng với nhau ở mọi sự kiện. Ngoài ra thì cũng do Messi và Suarez đều là những cầu thủ quan trọng nhất của Inter Miami. Bên cạnh đó thì còn có Sergio Busquets, Jordi Alba. Vì thế chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham không có tiếc công sức và sự cẩn thận cho mình để bảo vệ sự an toàn, sự riêng tư cho những cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ. Thắng Iraq siêu kịch tính, Jordan tiến thẳng tứ kết Asian Cup. Hai bên thi đấu dẫn trước, Jordan thắng chung cuộc 3-2 trước Iraq ở vòng 1/8 Asian Cup 2023. Tiền đạo Yamin Hussein của Iraq vừa ghi bàn đã bị đuổi trong một trận đấu kịch tính đến nghẹt thở. Iraq được đánh giá cao hơn so với Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2023. Tuy nhiên, Jordan lại là đội chơi hay hơn trong hiệp 1. Phút thứ 21, tiền đạo Ali Owan của Jordan đi bóng qua một hậu vệ đội Iraq. Anh tung cú sút khoảng 18m, buộc thủ môn của đối phương phải tung người đẩy bóng cứu thua. Đến phút 29, Ali Owan lại lao xuống đối mặt với thủ môn Jastan Asan. Nhưng mà một lần nữa, pha dứt điểm của Ali Owan không thắng được thủ thành này. Thoát thua trong những tình huống vừa nêu, nhưng mà hàng thủ của Iraq không thể nào mãi đứng vững. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, tiền vệ Amin Amari của Iraq truyền ngang rất là bất cẩn. Jang Ai Nidmat cướp được bóng, tăng tốc giữa sân, vượt qua hai hậu vệ đội Iraq trước khi Jagan Nidmat tâng bóng điệu nghệ vào lưới, ghi bàn giúp cho Jordan dẫn trước 1-0. Thi đấu bế tắc trong hiệp 1, mãi đến hiệp 2, Iraq mới tìm lại được chính mình. Phút thứ 56, Al-Balad Nasi sút bóng chìm từ khoảng 17m, buộc cho thủ môn đội bạn bên phía Jordan trổ tài cứu thua. Đến phút thứ 66 thì Bades sút bóng rất căng từ khoảng 25m, nhưng mà một lần nữa thủ thành Jared Abulela bộ của Jordan tung người đẩy bóng bằng những ngầu ngón tay từ chối bàn thắng của Iraq. Mãi đến quả phạt góc ở tình huống diễn ra sau đó thì Iraq mới tìm được bàn thắng. Trung vệ Sad Natid trong pha lên tham gia tấn công, di chuyển ra phía sau hàng thủ của Jordan, đánh đầu từ khoảng 8m, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Iraq. Chưa dừng lại ở đây, phút thứ 55, Iraq có thêm bàn thắng thứ hai, đón đường truyền từ cánh của đồng đội. Chân sút chủ lực Ayman Hussein bên phía Iraq lạnh lùng sút chéo góc từ khoảng 14m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên ngay sau đó, Ayman Hussein nhận phải thẻ vàng thứ hai bởi vì lỗi khiêu khích đội Jordan trong lúc ăn mừng bàn thắng. Ayman Hussein bị đuổi ra khỏi sân. Iraq chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng ưu thế này, Jordan bắt đầu tấn công mạnh trong những phút cuối, để rồi họ tạo ra kịch tính ở những phút bù giờ. Phút bù giờ thứ tư của hiệp 2, thủ môn Jaitan Hassan của Iraq chỉ đẩy được cú sút đầu tiên
của những cầu thủ Jordan, nhưng mà phải bó tay trước pha đá bồi của Jaran Arab. Ngay sau đó, hai đều. Chưa hết, phút bù giờ thứ 6, thủ thành của Jaran Hassan vốn chơi là rất hay, trước đó lại phát bóng hỏng. Cầu thủ của Jordan cướp được bóng tấn công. Bóng lên chân Nijat Ayrazan. Từ khoảng 25m, Lijan Ayrazan vuốt bóng tuyệt đẹp vào góc xa đánh bại thủ môn, ấn định chiến thắng 3-2 cho Jordan. Chiến thắng này đưa Jordan vào tứ kết gặp Tajikistan.